Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin chào tới ngồi quý vị. Thưa quý vị, về phần trả lời thư thì có những lá thư chúng tôi trả lời trực tiếp bằng email để đỡ mất thì giờ. Chúng tôi chỉ trích một vài lá thư để thư chuyển với quý vị. Có một người nói là chúng tôi rất ghét hai anh bởi vì cũng tại hai anh mà tôi đã xin ra khỏi đảng và không còn cơ hội để mà nói láo với nhân dân nữa. Và người này có nói tới chính phủ ban hành nghị định 78 trên CP. Đây là nghị định kê khai tài sản đối với cán bộ có chức có quyền nhằm mục đích là phòng chống tham nhũng. Nhưng mà có 3 đối tượng, tới điều 7 thì quy định là có 3 đối tượng không phải kê khai tài sản, đó là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Ông cha ta có câu, cái này không phải ông cha ta có câu đâu nha, cái này là của người xưa là theo, cái này là Việt Nam ảnh hưởng của người Tàu đó. Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Trên không minh bạch thì nói với ai nghe, như vậy thì phòng chống cái nỗi gì, đúng là cái trò mèo. Có bạn trẻ có gửi cho chúng tôi một cái website là tuổitrecali.net, nên là tổng hợp rất nhiều tin tức, quý vị có thể vô đây để xem tin tức về đấu tranh cho dân chủ nhân quyền của Việt Nam. Có một bác nói là tôi là bà già năm nay. Cái website đó có nói gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa không ấy? Tôi không biết, bạn trẻ chỉ nói là nói về cái chuyện đấu tranh về dân chủ thôi nha, bạn trẻ tuổi trẻ Cali cho rõ ràng. Bác nói là năm tôi là bà già, năm nay 78 tuổi rồi, vẫn xem thường xuyên và có gửi về cái bài mà ông chánh thanh tra Sở Y tế cầm cuốc mà đánh vào đầu phụ nữ đó. Một lát nữa chúng tôi sẽ tư chuyện với quý vị. Rồi có một người nói là bây giờ báo chí trong nước, báo Lệ Phải chắc có lẽ là bài vở đọc nhàm chán cho nên bây giờ người ta chuyển qua viết chuyện khiêu dâm, đăng lên các mục như sức khỏe, tâm sự hay là tâm tình. Thì người này trích ra một vài bài tiêu biểu như là trục trặc phòng the vì vợ quá mê điểm dê, hay là nước giúp cậu bé sung mãn ở trên báo Tiền Phong. Rồi báo Người Lao Động thì là mỗi khi rạo rực không biết phải làm gì. Nên là bây giờ toàn là cái chuyện nó như vậy không à. Rồi nói là người này cũng nói cái chuyện mà ở Hà Nội đó, có một cái quán ăn sushi của người Nhật, người ta mở ra, người ta khai trương, người ta cho ăn miễn phí, thì các bạn trẻ của mình là chen lấn giành giật rồi chửi bới là mất trật tự, buồn lắm. Và người này so sánh là khi người ta sắp hàng đến thăm ông Võ Nguyên Giáp á, thì người ta trật tự hơn. Thì theo ý kiến riêng người này thôi, có lẽ là khi đi thăm ông Giáp á, thì không có ăn uống gì cả cho nên nó trật tự. Còn ở chỗ mà đứng sắp hàng mà để mà được ăn sushi miễn phí đó thì lại cái đánh nhau chửi nhau thì cái này nó phiền quá. Rồi có một bạn trẻ nó là đây, bạn này là du học sinh, cho biết là có người quen, vợ của người quen này là cháu của ông Nông Đức Mạnh, và có cho biết về cái chuyện cũ đó, chuyện ngày xưa là ngày xưa khi mà bác Hồ đó là biết là có con với bà Nông Thị Xuân thì bác Hồ muốn cưới bà Nông Thị Xuân. Nhưng mà những người như là ông Lê Đức Thọ, ông Lê Duẩn, những người mà xung quanh đó thì không cho bác làm chuyện đó, cho nên là bác buộc phải tính cái chuyện là phải giết bà Nông Thị Xuân. Thì nói đến đây thì chúng tôi thấy cũng tội nghiệp cho bác, chúng tôi cũng thương bác ghê lắm. Bởi vì một người mà đã sanh cho bác một đứa con mà bác bảo vệ không nổi, thì mong gì mà bác bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước. Chúng tôi thấy tội bác vô cùng. Rồi cái thưa quý vị, trước khi kết thúc phần trả lời thư thì chúng tôi xin thưa là ngày hôm nay nếu mà Hoàng Tuấn nói chuyện mà nó có vấp váp xin quý vị thông cảm, bởi vì ngày hôm nay Hoàng Tuấn đi nha sĩ để mà một năm phải đi một lần. Ở bên Mỹ thì gọi là đi clean răng đó ha, để làm răng cho nó sạch sẽ. Rồi người ta coi răng mà nó hư chỗ nào thì người ta tám chữa. Thì khi mà đi nha sĩ thì chúng tôi mới có cái nghĩ cái chuyện là ở xã hội Việt Nam bây giờ có hai cái nghề nghiệp mà nó đối ngược, nó đối hoàn toàn đối nghịch với nhau, là nghề nha, một bên là nha sĩ, một bên là công an. Nha sĩ làm nghề gì, làm gì? Tức là cái công việc của nha sĩ và công việc của công an đó. Sao đối nghịch với nhau là sao? Anh không thấy được cái sự khác biệt à? Nha sĩ thì lúc nào cũng biểu là hạ miệng lớn ra, mà công an thì biểu ngậm miệng lại. Hai cái nghề nghiệp tưởng một bên là công an, bên là bên nha sĩ, nhưng mà quý vị thấy kỹ ra thì rõ ràng hai công việc nó đối ngược với nhau hoàn toàn. Rõ ràng đi nha sĩ bác sĩ béo là phải lúc nào phải mới miệng cho lớn ra, nhưng mà khi mà bước vô đồn công an thì công an này, ê ngậm miệng lại. Nó khác nhau, xin mời anh. Chúng tôi có bài báo liên quan tới công an mà anh Hoàng Tuấn vừa nói, cũng liên quan tới cái chuyện mở miệng ra ngậm miệng lại. Thì quý vị như thế này: cảnh sát giao thông chỉ chào những người lịch sự khi xử lý vi phạm. Cảnh sát chỉ chào hỏi người lịch sự. Còn những người vừa dừng xe đã hỏi, sao mày không chào tao? Thì không cần phải chào. Ủa thì dân chủ mà, thì dân có quyền hỏi chứ, tại sao mày không chào tao chứ? Chúng tôi không hiểu.
thực sự đây là phát biểu trong buổi tập huấn nâng cao văn hóa ứng xử đạo đức tác phong của lực lượng cảnh sát giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông nhận định tình hình trật tự an toàn giao thông đang hết sức phức tạp trong mặt kép. Tức là người ta lịch sự thì mình mới chào. Còn nếu ví dụ như là bây giờ một cậu công an mới có 23-24 tuổi mà gặp một ông già, sao mày không chào tao mày, tức là mấy người miền Nam nữa ha, thì mình không chào lại phải không, tại vì ông dám kêu là mình là mày tao, tại sao mày không chào tao. Tại vì chúng tôi sống ở cái xứ Mỹ này, mình có chuyện gì công an, xin lỗi cảnh sát, trả lại cảnh sát giao thông mà chặn mình lại, có cái chuyện gì thì mình ngồi trong xe, mở cửa kính xe xuống, người ta đến chào hai, mình cũng hai, vậy thôi, rất là bình thường như mọi người thôi. Không biết Việt Nam, không biết cảnh sát giao thông được lòng người dân đến độ nào mà người dân phải xử với công an giao thông. Sao mày không chào tao? Thì chúng tôi không hiểu, chịu thua. Rồi, thưa quý vị, không nói ngày nào mà anh Hoàng Tuấn gặp tôi mà thấy tôi bảo sao mày không chào tao, lúc đó lại biết là tình nghĩa đôi ta là hết rồi. Thế rồi ha. Thưa quý vị, về cái chuyện mà ảnh xô đẩy ăn sushi miễn phí Hà Nội gây sốc cộng đồng thì cái này là, thưa quý vị, chúng tôi ở Mỹ chúng tôi không biết chuyện này đâu nha. Chúng tôi đọc báo VN Express và bài báo viết rất là chi tiết. Là ngày 24 tháng 10 hàng nghìn người chen lấn xô đẩy nhau để được thưởng thức sushi miễn phí tại một cửa hàng mới mở tại Hà Nội khiến dân mạng bức xúc. Cảnh tượng chen lấn xô đẩy nhau để giành phần ăn diễn ra hàng giờ liền trên con đường, xin lỗi quý vị, trên con phố Đoàn Trần Nghiệp khiến cho giao thông tắc nghẽn. Nhiều người đi qua nhìn thấy cảnh tượng trên đã lắc đầu ngán ngẩm trước sự hy sinh vì miếng ăn của các bạn trẻ. Thì quý vị đọc cái bài báo này thấy nó đau lòng lắm. Bạn đọc Minh Thành, sinh viên Học viện Ngân hàng, người tự nhận là có mặt ở buổi phát sushi miễn phí đó, là mình có tò mò đến xem nhưng mà nhìn cảnh các bạn chen lấn xô đẩy nhau quả thật là hãi hùng, không dám vào nữa. Có nhất thiết vì miếng ăn mà các bạn phải chen lấn xô đẩy, thậm chí chửi bới dọa nạt nhau như thế hay không? Bác Vũ Tiến Đông sống ở khu phố gần đó thì bác hài hước, bác nói rằng là bác không được sống ở thời có nạn đói năm 45, nhưng hôm nay được các bạn trẻ tái hiện một cách chân thực và sinh động. Rồi có ý kiến bảo rằng là một bữa ăn 180.000 đồng Việt Nam, các bạn có thể đi phát tờ rơi 2 ngày là ăn được rồi, tại sao phải làm như vậy? Có một hướng dẫn viên du lịch ở Hà Nội cũng buồn, nói như thế này: đang dẫn khách Tây đi thăm phố phường thì gặp đúng cảnh tượng này, họ hỏi mình không biết phải trả lời như thế nào. Người Việt mình đừng tự làm xấu hình ảnh đất nước trong mắt quốc tế. Thì quý vị, cái chuyện mà người xấu người tốt thì ở đâu cũng có cả. Ngay cả xứ Mỹ này, cái chuyện mà cái người mà ra chỗ đông người có những cái hành động như vậy không phải là không có nhá. Nhưng mà cái văn hóa xứ Mỹ là văn hóa sắp hàng, văn hóa xin lỗi, cho nên người nào mà làm những cái điều mà nó khác thường á, bị mọi người xung quanh người ta phê phán liền, người ta nói liền. Còn ở Việt Nam thì cái chuyện đó nó bây giờ nó nhiều quá, chúng tôi cũng không trách những người bạn, các bạn trẻ mà làm công việc đó, nhưng mà bây giờ cái xã hội nó như vậy cũng khó lắm. Có nhiều người bảo rằng là thôi đừng có trách làm chi, tại vì người ta đói quá. Thưa quý vị, vấn đề này không phải là đói, không phải là đói đâu. Anh nhớ cái vụ mà bẻ hoa đó thì đâu phải là đói đâu ha. Nhưng mà chúng thế như vậy thì đáng buồn, chúng tôi đọc cái tin này buồn lắm, thì không biết mong gì ở tuổi trẻ đây. Và chúng tôi nghĩ rằng là sở dĩ nó mất trật tự á thì các bạn trẻ phải học gương của cán bộ. Các cán bộ ăn uống rất là trật tự, bởi vì ăn chia mà. Cán bộ ăn chia là đâu đó đàng hoàng, không có cái màn mà giành giật ồn ào. Có gì thì đóng cửa dạy nhau. Cho nên các bạn trẻ phải học gương của các cán bộ trong nước nha. Để mà... bằng chứng là ông Dương Chí Dũng đó phải không? Ăn rất là sạch sẽ. Đàn em mang bỏ tiền ở vali đến giao cho đàn anh. Mà báo Dân Trí bắt cậu Thủy, người tự cho là nhà tâm linh. Đại tá Nguyễn Huỳnh Đường, Phó Thủ tướng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, hai bị can bị khởi tố về hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ theo Điều 139 Bộ Luật Hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và vân vân và vân vân. Thì đại khái là cái ông cậu Thủy này là ông Nguyễn Văn Thúy và vợ của ông ta là bà Mẫn Thị Duyên, hai người bị bắt. Cái vụ này nó xôn xao trong tuần lễ này, nó cũng giống như tuần trước thì xôn xao cái vụ bác sĩ mà giải phẫu thẩm mỹ xong bệnh nhân chết ấy, thì mang ném xuống phi tang. Thì bây giờ tuần này là cái vụ mà cậu Thủy nó ồn ào trên các trang mạng. Cái chuyện đó anh Hoàng Tuấn đã phân tích lần trước, chúng tôi không cần nói thêm nữa. Nếu anh muốn nói thêm chút xíu anh sẽ nói. Nhưng mà điều mà chúng tôi đọc xong cái bài báo này, chúng tôi không hiểu là Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nướng bao nhiêu sinh mạng trong hai cuộc chiến, bao nhiêu người đã chết. Và bây giờ chúng tôi có cảm tưởng là hình như là những người đã chết, đối với họ, mặc dù họ nói là hy sinh, nói là liệt sĩ vân vân, nhưng mà họ không làm gì.
cho cái, trong cái việc mà đi tìm kiếm cái di hài của những người đã chết như thế này, mà giao cái công việc đó hay là nhờ khoán cái công việc đó cho xin lỗi quý vị, gọi là nhà tâm linh hay là cho một người cái, đồng bóng hay đồng bóng hay là giống như một người thầy bói, thì chúng tôi không hiểu là họ suy nghĩ như thế nào mà đó là đảng, cái lý thuyết của Đảng Cộng sản là duy vật. Dạ, chống lại vô thần tâm, vô thần duy vật, mà tại sao lại tin vào giao công việc này cho những người mà làm cái công việc mà chuyên môn lừa đảo như thế này? Chúng tôi không hiểu hết ý kiến. Về những có nhiều người lên trên Facebook á, người ta cũng những người trong nước đó bảo là người ta làm cái việc tồi tệ quá, người ta ăn trên xương cốt của những người đã mất. Việc này nó kinh khủng quá. Và thưa quý vị, là liên quan tới việc này thì Bộ trưởng Lao động đề nghị xử lý nghiêm nhà ngoại cảm lừa đảo với trường hợp ông Thúy muốn người ta gọi ông là cậu Thúy. À, tôi đã có công văn từ tháng 8 2013 đề nghị công an điều tra, quan điểm của chúng tôi là phải xử lý nghiêm. Bộ trưởng Phạm Thị Hải truyền nói về nghi vấn lừa đảo của nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thúy. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ xử cái ông này đó thì phải xử nguyên một cái nhóm luôn. Cái ông này chỉ là cái người đứng lừa thôi. Đúng rồi, nhưng mà phải đâu, ổng đâu phải làm việc một mình. Ví dụ như ổng bây giờ ở ngoài cổng, chỗ này là mộ của liệt sĩ này, mộ liệt sĩ kia kìa. Thì đâu có chuyện gì để nói đâu, người ta có tin hay không là quyền của người ta. Còn này có nguyên cả một cái bộ sầu đi theo, bên của chính quyền, của đảng và nhà nước đi theo, và đã chi biết bao nhiêu tiền cho ông làm việc đó. Và đương nhiên cái tiền đó đâu phải một mình ông hưởng đâu. Đó, cho nên quý vị, khi mà có chuyện á thì người ta bây giờ xử nhà ngoại cảm, còn mấy cái nhà nội cảm kia thì không ai nói gì tới. Đó là cái chuyện nó rất là vô lý, cho nên người ta, dĩ nhiên đây là một cái cách để người ta xoa dịu dư luận thôi. Và chúng tôi chỉ thấy tội nghiệp cho những gia đình mà có thân nhân. Bởi vì thưa quý vị biết, trong thời kỳ chiến tranh thì sống ở miền nào, đất nước nào về chiến tranh thì những người thanh niên cũng phải ra mặt trận. Cho dù là bộ đội, nhưng người ta cũng là con người, thì bây giờ gia đình người ta cũng đau xót lắm chứ, có con mất, và trong khi nhà nước thì nó là đây là liệt sĩ, rồi cấp bằng liệt sĩ, rồi là tiếng, nhưng mà bây giờ người ta lại lợi dụng cái chết của những người mà người ta gọi là liệt sĩ để người ta ăn trên những người còn sống thì gọi là xương máu của người ta. Bây giờ người ta chết rồi mà cũng lợi dụng chuyện đó, và cái tồi tệ hơn nữa là lấy xương súc vật chôn xuống. Thưa quý vị thấy điều đó cho thấy rằng là cái chế độ cộng sản đó, người sống người chết đối với người ta không thành vấn đề, chỉ có miễn tiền. Là người ta ăn được là ăn thôi, chỉ có tiền. Thế thì chỉ mong gì mà sánh vai với Nam Châu ra biển lớn rồi có nhiều người lên trên internet đó là đảng chúng ta đã làm được những việc thần kỳ, chiến thắng được thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đảng đã làm những việc không ai làm được. Thưa quý vị, đúng, đảng làm những việc mà không ai làm được cả, như là cái việc mà lấy xương chó xương mèo mà thêm vào xương của liệt sĩ, chỉ có đảng làm chứ không ai làm được cả. Để xin mời anh. Dạ vâng, có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với quý vị sau một số quảng cáo thương mại. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì cái tin mà ông bác sĩ thẩm mỹ làm chết người rồi ném xuống sông Hồng đã làm xôn xao dư luận, thì tiếp theo đó, một cái tin cũng không gây chú ý không kém, đó là chánh thanh tra sở y tế dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ ở Kon Tum. Đúng sai thế nào có cơ quan pháp luật làm rõ, tôi không nói được nhiều lúc này. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chánh thanh tra sở y tế Kon Tum cho biết, thời điểm này xảy ra xô xát, ông có mặt tại hiện trường với tư cách là người nhà của bà Quýt. Và theo ông thì lúc hai bên xô xát thì bà Trâm có những lời lẽ nặng nề và xô xát với nhiều người. Thế vậy thì ông cũng lao vào. Trong lúc xô xát, tôi có cầm một cái cuốc, sự việc lúc đó rất phức tạp nên xô qua đẩy lại làm chiếc cuốc trúng chị Trâm chứ tôi không chủ đích, ông Hoàng nói như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ không phải như ngày xưa nữa, không có màn lấp liếm được. Người ta đã quay, người ta dùng cái điện thoại di động đó, người ta quay, người ta chiếu lên rõ ràng đó. Ông cầm cái cuốc, ông rượt và nhiều người cản ông, mà ông vẫn đánh người ta bể đầu. Mà ông đây là cũng là bác sĩ đó anh nha. Đúng rồi. Thì bây giờ thì trên những người mà ý kiến độc giả trên các website đó, người ta nói không hiểu được. Một ông thì là làm chết người ném xuống sông, cũng là ông bác sĩ, bây giờ ông này cũng là bác sĩ mà lấy cuốc đập vào đầu người ta. Và thưa quý vị vô xem cái video clip này là không biết là khi sau này người ta có còn giữ là người ta gỡ xuống, nhưng mà chúng tôi nghĩ là sẽ có nhiều người giữ lại. Là ông cầm cái cuốc ông rượt và người ta cản, mà ông vẫn đánh người ta như thường. Nhưng mà có điều là rất là bình tĩnh, là hiện nay ông vẫn công tác bình thường, ông và người nhà cũng chưa tới thăm hỏi bà Trâm xảy ra sự việc.
Ông nói là cái này là do xô xát thôi. Bây giờ mình với tư cách á, là tránh thanh tra Sở Y tế, nếu mà lỡ mình lỡ tay mình đụng như vậy đó, thì mình cũng phải tới xin lỗi người ta một tiếng chứ. Vẫn là việc bình thường mà cũng chả xin lỗi xin phải gì cả. Ông nói là trong lúc xô xát tôi có cầm một cây cuốc, sự việc lúc đó rất phức tạp, nên xô qua để lại làm cuốc trúng trị tâm chứ tôi không chủ định. Cũng may là có video clip ghi lại rõ ràng, cái không thể chối được đó. Nếu mà ông có, không có video clip đó, không biết ông nói cỡ nào nữa, thưa quý vị. À, bài báo kế tiếp chúng tôi có là bài chuyện của ba vị tướng. Bài này đăng ở trên báo Lao Động Điện Tử. Bác gái tôi, một người vợ liệt sĩ tóc đã bạc trắng sau hơn 30 năm chờ tân chồng, tối qua đã khóc khi đọc được ở đâu đó lời hứa của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh là Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho đến bao giờ tìm hết thì thôi. Vâng, bao lâu cũng sẽ tìm, khó mấy cũng phải tìm và tìm đến bao giờ hết thì thôi. Có thể dư luận quan tâm đến lời khẳng định Bộ Quốc phòng chưa bao giờ phối hợp với nhà ngoại cảm. Có thể những người đóng thuế sẽ dõi mắt đến nguồn gốc số tiền 75 triệu hay 7 tỷ 900 triệu mà một ngân hàng đã chi cho những cậu thủy nhà ngoại cảm xương heo vừa nhập kho. Có thể lương tri xã hội đang phẫn nộ khi sự bất lương dưới cái danh tâm linh ngoại cảm đang dùng xương thú Bắc Ninh hay bi đông Chợ Lớn, tức là bi đông của bộ đội đó, mang theo bi đông đó, bi đông Chợ Lớn để làm giả hài cốt của những nghĩa sĩ trận vong. Nhưng những bà mẹ, những người vợ của ngót 500.000 liệt sĩ còn chưa tìm thấy xác thân đã chờ đợi lời hứa, chờ đợi sự cam kết này suốt mấy chục năm qua. Tiếng súng dường như đã dứt trên giải đất hình chữ S này từ những năm 80 của thế kỷ trước. Bài báo trong nước chúng tôi chỉ đọc lại, thưa quý vị, tất cả những sự ngậm ngùi, thương đau và oán hận nữa của người dân, nhất là những người đã mất chồng, mất cha, mất con của mình trong những cuộc chiến mà bây giờ lịch sử đã trôi qua mấy chục năm, người ta có dịp nhìn lại, người ta thấy đó là một cuộc chiến hoàn toàn phi nghĩa, vô nhân đạo và đem cái sự hủy diệt cho cả một dân tộc tàn hại. Và bây giờ khi mà đi tìm hài cốt của những người chết đó, đó là cái việc nên làm. Nghe người Mỹ khi người ta về Việt Nam, người ta cũng phối hợp với bên Việt Nam để tìm hài cốt của lính Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị, người Mỹ thì không thể qua mặt người Mỹ được. Bởi vì người ta cái kỹ thuật của người ta tân tiến, người ta thử, người ta có nhiều cái cách. Cái vấn đề chính là người ta không nhận nhận ngoại cảm nào cả. Đơn giản là như vậy thôi. Rất là rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, mình là người Việt Nam, mình đã từng ca ngợi những người hy sinh. Nhất là những người cộng sản hy sinh là để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, rồi làm tất cả mọi việc, mà bây giờ người ta còn lợi dụng cái chết của những người đó, thì hỏi những người mà thân nhân của liệt sĩ làm sao người ta tin được? Không thể nào người ta tin được. Thưa quý vị, có một cái tin như thế này, chúng tôi nghĩ là không biết là nó có được tiếp tục hay không, mà xin chia sẻ với quý vị. Có những người bảo rằng là chúng tôi cứ nói toàn là những cái chuyện mà không hay không tốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam. Nhưng mà tại vì chúng tôi cũng muốn nói những cái chuyện tốt lắm mà tìm nó không có. Có cái tin như thế này cũng nên muốn chia sẻ với quý vị. Báo Dân Trí: chuyện tranh Việt Nam khiến báo Trung Quốc e ngại. Tập 1 bộ truyện tranh Hoàng Sa Trường Sa khẳng định chủ quyền của công ty Phan Thị được báo chí Trung Quốc mổ xẻ khá nhiều, thể hiện rằng bộ truyện là hướng đi đúng và đang khiến báo chí Trung Quốc lo ngại. Theo công ty Phan Thị, ngoài thông tin quanh việc Việt Nam ra mắt bộ truyện tranh đầu tiên về biển đảo, một số tờ báo Trung Quốc cũng phản bác thông điệp của bộ truyện tranh này. Một số bài viết đã giật tích là truyện tranh Việt Nam ngang nhiên nhận Biển Đông của Trung Quốc là của mình. Truyện tranh Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam cho trẻ biết Biển Đông không thuộc về Trung Quốc. Việt Nam dùng thần độc đất Việt để gây hấn vấn đề chủ quyền Tây Sa Nam Sa của Trung Quốc. Bắc Kinh phẫn nộ, truyện tranh Việt Nam ngang nhiên cho rằng Biển Đông của Trung Quốc là của riêng họ. Để thưa quý vị, đây là cái việc làm hoàn toàn, chúng tôi hoàn toàn đồng ý, chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh. Không phải là cái công ty nào ở trong nước là chúng tôi, ở cái gì mà thuộc về trong nước là chúng tôi chê cả nha. Nhưng đây là cái việc nên làm, và trong tương lai đó sẽ có nhiều những cái công ty khác, nhiều người, cái cơ quan khác mà làm công việc này. Đó là cái điều chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh. Cho nên quý vị nào mà trong nước, cố gắng tìm cái bộ tranh của công ty Phan Thị đó để cho các em xem. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy rất là đáng khuyến khích. Xin mời Nguyễn Khôi. Dạ vâng, báo Công an Nhân dân online trong cái mục pháp luật mà bạn đọc viết đó, thì có một cái bài viết cần nghiêm trị những đối tượng lợi dụng báo chí làm điều phi pháp. Thì có một vài câu chuyện kể ra, thì Nguyễn Khôi cũng xin đọc để chia sẻ với quý vị là
các anh em đồng đồng nghiệp của chúng tôi trong nước làm sao mà bây giờ lại bị độc giả phản ứng như thế này. Ngày 25 tháng 6 2012 trên báo mạng bi.net và báo Kiến Thức có đăng tin uống chai nước tăng lực lăn đùng ra chết của Dương Quân Út với bút danh HK. Nội dung bà Hoàng Thị Hồng, trú tại xã Bình Triều, huyện Thăng Bình đã bị tử vong sau khi uống chai nước ngọt mang nhãn hiệu Sting của công ty PepsiCo Việt Nam. Thực tế xác minh cho thấy sự việc là do Út bịa đặt, song đã làm hoang mang người tiêu dùng, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín kinh doanh của công ty PepsiCo Việt Nam, vân vân và vân vân. Các coi chừng các bạn đồng nghiệp của mình ở trong nước nhiều này có hộ cũng hơi đi quá đà đấy, biết tầm bậy tầm bạ hơi nhiều. Không anh có thông cảm là bây giờ thế này, báo chí trong nước á cũng nhiều. Bây giờ mà báo chí là phải bán thì phải có những cái tin mà hấp dẫn đấy, nó giật gân như vậy thì người ta mới mua. Giống như là một vị lúc nãy than phiền là báo chí bây giờ viết những cái chuyện mà khiêu dâm qua cái mục là tâm tình tâm sự vân vân. Thì dĩ nhiên đó là cái ý của cái vị đó là chê báo chí nó không sạch sẽ. Thì chúng tôi xin thưa quý vị, báo chí cũng có những cái bài báo rất là sạch. Thì chúng tôi xin gửi đến quý vị để chứng minh rằng là không phải báo chí nào cũng viết những cái bài không sạch đó nhé. Bài này sạch lắm. Trung úy công an tắm chung với vợ hàng xóm. Quý vị, sạch quá tắm thì nó phải sạch thế này. Tin này sạch vô cùng, đừng có than phiền nhé. Thì phó công an thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau bị bắt gặp ở chung phòng tắm với vợ người khác. Thì là ngày 31 tháng 10 thì ông Nguyễn Quốc Toàn là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, Cà Mau cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ dư luận về cái chuyện này, nó xôn xao ha. Thì cái chồng của cái người phụ nữ đó là ông ly hôn. Kể từ khi vợ chồng ông dời nhà về gần trụ sở công an thị trấn Thế Bình thì vợ ông có biểu hiện liên tục điện thoại nhắn tin với người khác, và ông cho rằng nhắn tin vào máy của ông Việt, ông này là Tô Quốc Việt. Thì ông nói là ngày 13 tháng 10 đó, ông ly hôn về nhà ở khóm 1 cạnh trụ sở công an thị trấn Thế Bình thì phát hiện vợ ông với ông Tô Quốc Việt đang trong phòng tắm, có tiếng xối nước. Thì đúng tắm phải xối nước chứ. Vài chục phút sau mới bước ra, thì dĩ nhiên tắm phải xối nước phải kỳ cọ nữa, ông này thì hơi thừa. Ông ly hôn cho biết đã mời người thân đến chứng kiến vụ việc. Thì quý vị, chúng tôi xin nhắc nhận rằng là những cái tin mà viết về cái chuyện mà phòng the mà đưa báo là cái tin không sạch, mà đây cái tin rất là sạch, bởi vì tắm mà có số nước và tắm tới mấy chục phút mới xong. Thứ nhất là phải sạch sẽ này, phải sạch bạn. Và nó càng nói lên cái tinh thần thấm thiết giữa người dân và công an, phải không ạ? Thế đây là công an ở thị trấn rất là gần gũi với dân nên nó mà tắm với dân luôn. cái này không phải là người dân gặp công an, không phải là sao mày không chào tao. Mà cái này là thôi, anh tắm với em nhá. Quá quá gần gũi, quá tình cảm. Anh có bài nào nó xin mời anh. Tôi có cái bài này cũng độc đáo lắm anh, cũng ở Cà Mau nữa nha. Nhiều cán bộ thi rớt vẫn được học cao học. Tôi thích quá, cái này tôi thích lắm. Bây giờ mình thi rớt mà vẫn được học cao học thì chỉ có Việt Nam ta mới làm như vậy. Tài cho đó thôi mà. Có những cái đất nước không làm được. Đảng ta đã làm những việc thần kỳ, đưa đất nước tiến lên. Thì bây giờ quý vị thấy đây là cái việc này chỉ có đảng mới làm được thôi. Nhiều cán bộ thi rớt vẫn được học cao học, không cần phải thi đậu. Thì dư luận tại Cà Mau xôn xao về việc hàng chục cán bộ của tỉnh này thi rớt. Thì rước đầu vào lớp cao học ngành tài chính nhưng mà vẫn được học như thường. Tức là thi tuyển vào để học ngành ngành cao học đó mà rớt mà vẫn được học như thường. Thì người ta hỏi như thế này chứ, đây là cái việc người ta tạo điều kiện để những cán bộ này được học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ tốt nhu cầu công việc. Đó là cái lập luận của người ta như vậy. Thì mà dư luận đặt ra như thế này, nếu là thi rớt vẫn được học thì liệu các học viên bình thường không phải cán bộ có được ưu đãi như vậy hay không? Tuy nhiên là không rồi, bởi vì cán bộ phục vụ cho dân, cho nên cán bộ có thi rớt á thì cũng phải cho cán bộ đậu rồi mà cán bộ làm việc. Chứ dân thì đâu có làm việc đâu. Lúc đầu chúng tôi có đọc cái bài liên quan tới cái chuyện mà cảnh sát nói là chỉ chào những người lịch sự khi xử lý vi phạm mà. Thì phần cuối của cái bài này có cái câu như thế này: về quy trình cảnh sát giao thông phải chào người vi phạm khi làm việc, đại tá Tuấn cho rằng không phải lúc nào cũng cần thiết. Cảnh sát giao thông chỉ chào hỏi với người lịch sự, còn với những người vừa dừng xe đã hỏi sao mày không chào tao thì cảnh sát không cần phải chào, đã tôi nói như vậy. Là cái quy trình gọi là cảnh sát giao thông phải chào người vi phạm,
thì chúng tôi không biết cái quy trình là nó cái nội dung làm sao. Kính thưa quý vị, cái việc mà chào hỏi đó nó là cái chuyện xã giao bình thường, con người đối xử với con người thôi, phải không ạ? Ví dụ mình ở trong xóm, mình đi mình gặp hàng xóm thì mình chào hỏi nhau, đó là rất bình thường. Nên là ở xứ Mỹ này, nhiều khi thưa quý vị, hai người xa lạ nhưng mà đi trong con đường mà đối mặt nhau thì người ta cũng chào một tiếng, đó là phép lịch sự tối thiểu. Mà bây giờ mình là bạn dân, mình là công an nhân dân thì mình chào nhân dân, cái chuyện nó không có gì cả. Ví dụ như người ta hỏi chứ tại sao mày không chào tao, thì mình cười nói thì bây giờ tôi chào đây, rất là thoải mái. Nhưng mà người ta vi phạm thì mình phạt. Đúng rồi, thưa quý vị. Và ngay cả là mình cứ chào trước đi, mình là công an cứ chào trước hai. Thí dụ như bên Mỹ này, hai tức là một cái tiếng chào hello, giống chữ hello và hai. Chúng tôi gặp anh cảnh sát Mỹ, mình có chuyện gì, ngay cả mình vi phạm lỗi gì, cảnh sát Mỹ họ gặp mình không, hai. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn đã từng bị cảnh sát phạt rồi, có kinh nghiệm. Người ta bắt mình lại nha, người ta chào hỏi rất là lịch sự, người ta còn hỏi mình how are you, I'm fine, thank you rồi nữa ha. Rồi khi mà họ mình phạm luật, người ta ghi giấy phạt cho mình, thì người ta còn nói chứ. Người ta nói mình là thôi lái xe về cẩn thận nha. Người ta còn chúc mình là vui vẻ nữa. Đâu có gì đâu, phải không ạ? Rất là thoải mái. Thì đó là cái phép xã giao, thì tại sao phải đặt vấn đề ra rồi. Tôi rắc rối quá. Thì thôi thưa quý vị, cái chuyện dài xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi rất tiếc là không đủ thì giờ nữa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.